Vienna, thành phố đáng sống với 60% dân được sống yên bình trong nhà ở xã hội. Tại thủ đô Vienna của Áo, khoảng 60% trong số gần 2 triệu cư dân được sống trong nhà ở xã hội với giá thuê thấp, quyền sở hữu an toàn và chỗ ở chất lượng. Vienna luôn có vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thành phố đáng sống khác nhau. Và một lần nữa, thủ đô của nước Áo lại đứng đầu chỉ số khả năng sống toàn cầu của Economic Intelligence Unit vào tháng 6 vừa qua. Làm thế nào Vienna tạo ra một chiến lược nhà ở xã hội phù hợp công dân của mình? Vienna đỏ và những cung điện cho công nhân. Ngược về lịch sử, vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Vienna là một trong những thành phố hàng đầu của Đế quốc Áo, Hung và châu Âu nói chung. Đó là nơi hội tụ trí tuệ và nghệ thuật với những đặc điểm cấp tiến và giàu có. Đáng tiếc, nó cũng là một thành phố rất phân chia giai cấp. Bà Julia Anasian, nhà sử học tại Đại học Vienna, nói với đài ABC, nhiều người di cư chuyển đến thành phố, nhưng không có đủ nhà ở thích hợp cho họ. Tận dụng dòng chảy này, các chủ đất và nhà đầu tư tư nhân đã xây dựng những căn hộ tồi tàn với thiết kế và điều kiện vệ sinh thậm chí còn tồi tệ hơn để thu hút công nhân và các gia đình đến ở. Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc đã chứng kiến sự sụp đổ của Đế quốc Áo, Hung. Áo trở thành nước Cộng hòa và cuộc bầu cử đầu tiên của đất nước diễn ra sau đó. Chính quyền thành phố muốn tạo ra một xã hội mới, họ thực sự muốn thay đổi cuộc sống cho tầng lớp lao động, bà Gian nói. Họ đã xây dựng thư viện, bể bơi, cơ sở thể thao công cộng và phòng tập thể dục ngoài trời, đồng thời ban hành những cải cách lớn về nhà ở, được tài trợ bằng cách tăng thuế đối với người giàu. Ông Justin Cady, trợ lý giáo sư về quy hoạch và nhà ở tại Đại học Cambridge, Anh, giải thích, xây dựng nhà ở công cộng với điều kiện sống tốt hơn thị trường tư nhân chiếm ưu thế là tham vọng chính. Chính quyền thành phố đã xây dựng các tòa nhà dân cư Gemeinden, Dyson hoặc các khu nhà ở công cộng quy mô lớn. Nổi tiếng nhất trong số này là tòa nhà Karmarkhof, được đặt theo tên tác giả của tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Không chỉ mang tính thực dụng hay trang trí, những tòa nhà này còn là những công trình kiến trúc hoành tráng và được một số kiến trúc sư giỏi nhất Áo tham gia thiết kế. Ông Kurt Hofstetter, một nhà quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Vienna, gọi các Gemeinden lớn là cung điện cho công nhân. Hai loại nhà ở xã hội, chính phủ và hợp tác xã. Chiến tranh Thế giới thứ hai lại hủy hoại kinh tế và thiệt hại về cơ sở vật chất ở Vienna. Nhưng trong sự sụp đổ, cam kết của thành phố về nhà ở xã hội vẫn còn. Từ những năm 1950 đến những năm 1970, chúng ta đã chứng kiến hoạt động xây dựng rất cao trong khu vực công, bà Gian nói. Ông Hofstetter cho biết thêm sau chiến tranh, chính sách thuế liên bang được thực hiện, trong đó người Áo trả khoảng 1% thu nhập của họ cho nhà ở xã hội. Ở Vienna xuất hiện hai loại nhà ở xã hội, một là nhà ở công cộng do thành phố Vienna sở hữu, vận hành và cung cấp, loại còn lại là nhà ở do hiệp hội nhà ở lợi nhuận thấp cung cấp. Các hiệp hội nhà ở này nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ như các khoản vay lãi suất rất thấp để xây dựng nhà ở hợp tác, được kiểm soát tiền thuê, mở cửa cho tầng lớp trung lưu. Theo thành phố Vienna, khoảng 75% dân số đủ điều kiện thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Điều này có nghĩa tầng lớp trung lưu cũng được tiếp cận với nguồn cung nhà ở được trợ cấp của Vienna. Bà Gian cho biết có những tiêu chí khi muốn thuê nhà ở xã hội như phải chứng minh nhu cầu về nhà ở. Đây là tiêu chí quan trọng nhất. Ngoài ra, cư dân cần phải sống ở Vienna trong 2 năm và theo tiến sĩ Cady với các loại nhà ở xã hội khác nhau. Về tổng thể, người thuê phải trả ít hơn khoảng 1/3 so với thị trường cho thuê tư nhân. Điều quan trọng là các hợp đồng nhà ở này không kỳ hạn, ngay cả khi người thuê bắt đầu kiếm được trên mức giới hạn thu nhập.